Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận được bức tâm thư về nguyện vọng của con gái liệt sĩ Phan Huy Sơn gửi qua trang fanpage, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ra công văn gửi Sở Y tế Nghệ An về việc hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ Phan Huy Sơn ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, đã hy sinh trong trận hải chiến gặp ma. Từ một bức tâm thư xúc động, tương lai tươi sáng, niềm hy vọng về một việc làm ổn định cho con gái Phan Thị Trang đã đến với gia đình liệt sĩ Phan Huy Sơn. Cháu chào bác. Cháu sinh ra thì bố đã không còn. Bố cháu mất ngày 14 tháng 3 năm 1988. Cháu sinh ngày 27 tháng 10 năm 1988. Mẹ cháu mồ côi chồng khi mới bước sang tuổi 25. Anh trai cháu là Phan Huy Hà, sinh năm 1984, bị tật bẩm sinh. Trước đây bố cháu là cán bộ y tế của binh chủng hải quân. Bố mất sớm, anh tàn tật, mẹ thường xuyên đau ốm nên cháu theo học ngành y nhằm giúp đỡ và tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ và anh. Giờ cháu đã tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng mà chưa xin được việc làm, khó khăn lại càng đè nặng lên đôi vai mẹ cháu. Những dòng chia sẻ này là của cô gái Phan Thị Trang, quê ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, đăng trên trang cá nhân của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Trang năm nay 27 tuổi, là con gái của liệt sĩ, quân y Phan Huy Sơn, binh chủng hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nhiều lần em đi nhiều nơi nhưng mà vẫn không xin được việc là em thất vọng, em tuyệt vọng vì em nghĩ là không biết khi mô em được làm cái nghề mà em không học và theo bước chân bố em. Rồi thì em nghĩ là em có lẽ em như đời em thì học xong đến đó giờ đi làm công ty giày da hay là máy mặc gì đó thôi, chứ em như cơ hội để xin việc của em là rất khó. Thì cùng vô tình thì ngày gần ngay rồi bố thì nhà nước cái gần đến ngay kỷ niệm đạo gạc má và cùng gần đến ngay kỳ của bố thì em ngồi em suy nghĩ em nhớ bố em thì em biết tâm thư em biết thư em gửi cho Bộ trưởng Bộ Y tế. Liệt sĩ Phan Huy Sơn, bố của Trang, hy sinh trên đảo Gạc Ma đã gần 30 năm, nhưng nỗi đau và những khó khăn của mẹ con Trang vẫn chưa hề vơi bớt. Khi Trang viết tâm thư cho Bộ trưởng Bộ Y tế, mẹ em cũng không hay biết. Cho đến khi được một người bạn báo tin vui, niềm hy vọng của cả mẹ con đã được nhen nhóm. Có một người bạn của cháu Trang là điền về cho là đã có tin mới rồi, tin mừng rồi. Thì rất có cháu Trang nói thì rất mệt, từ đó không ngủ được. Cho đến đi thật trông cho các bác tê các nữ chết cho cháu được ưu tiên cái chế độ và có công an việc làm. Từng thi đỗ và học 2 năm ở khoa sư phạm Vinh, trường Đại học Vinh, nhưng Trang phải bỏ dở giữa chừng bởi mẹ đau yếu, đi viện thường xuyên, còn anh trai bị bệnh, không thể tự chăm sóc mình. Với ước nguyện được tiếp tục sự nghiệp của cha, năm 2011, Trang thi đỗ vào lớp cao đẳng điều dưỡng, trường Đại học Y khoa Vinh. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù đã nhiều lần nộp hồ sơ liên hệ xin việc, nhưng Trang chưa được tiếp nhận. Được bạn bè giới thiệu fanpage cá nhân của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trang đã vào bày tỏ nỗi niềm của một người con liệt sĩ từng làm cán bộ y tế với Bộ trưởng. Trong suy nghĩ của em nó chỉ viết để là san sẻ nhờ có sự chia sẻ của bác, chứ cũng không nghĩ là bác sẽ giúp em nhanh thế. Em khi mà em nhận được cái thông báo của bác, công văn, cậu biết được công văn bác gửi về cho Sở Y tế Nghệ An thì em rất mừng và xúc động. Là em mừng là từ cái sự hy sinh bố em mất rồi thì dù nhà nước Bộ Y tế lo cho em, biết là quan tâm đến gia đình em và cho em có được cái và làm cho em khi em người trên trần thì mà được yên tâm thì bố em cũng yên tâm thanh thản. Nhận được lời tâm sự của Trang qua trang Facebook, ngày 13 tháng 3, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế có văn bản truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến tới Sở Y tế tỉnh Nghệ An với nội dung xem xét, hỗ trợ và bố trí việc làm cho Trang. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế Nghệ An quan tâm nhiều hơn và chăm sóc sức khỏe cho con trai và vợ liệt sĩ Phan Huy Sơn. Nhân dịp cái dỗ của đồng chí Phan Huy Sơn thì chúng tôi cũng đã ra chia sẻ với gia đình và cũng thông báo cho cháu biết cái tin của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã đồng ý cho cháu làm cái quy trình tuyển dụng đặc cách.
cái công việc tiếp theo ấy, thì như thế là Sở Y tế phối hợp Sở Nội vụ để làm cái quy trình và sẽ tiếp nhận cháu về công tác tại Bệnh viện Nhân Châu. À, có thể nói đây là một cái uống nước nhớ nguồn mà cái trách nhiệm của những của Đảng, Nhà nước nói chung, trong đó tỉnh Nghệ An nói riêng. Từ bức tâm thư gửi Bộ trưởng, một tương lai tươi sáng đã đến với Phan Thị Trang. Không chỉ trường hợp của Trang mà thời gian qua, các cấp các ngành tỉnh Nghệ An đã có rất nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đó là nghĩa cử, là những ngọn nến tri ân ý nghĩa nhất đối với những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và trên hết, chính là động lực lớn khuyến khích các hộ gia đình chính sách nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.